Cũng trong sáng nay, hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễu hành và đồng diễn trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hoạt động diễu hành trang phục áo dài được tỉnh tổ chức với quy mô lớn, thu hút hơn 800 đại biểu nữ thuộc 3 khối gồm nữ lãnh đạo các cơ sở ban ngành tỉnh, nữ khối huyện thị xã thành phố và nữ giáo viên sinh viên các trường mầm non và các trường đại học trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Để hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội phát động thì tỉnh Vĩnh Long cũng như là các cái tỉnh trên cả nước là phát động cùng với tất cả chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh diễu hành cũng như là đồng diễn múa dân vũ để hưởng ứng cái tuần lễ áo dài này với cái mục tiêu là cùng làm rồi cùng vui, cùng chia sẻ và nhân cơ hội đó là để tôn vinh tà áo dài của Việt Nam để chị em có thể phát huy được cái nét đẹp dịu dàng của mình, phấn đấu, nỗ lực, tiếp tục trau dồi những phẩm chất cao quý của phụ nữ và phát huy hết cái năng lực của mình trong cái giai đoạn mà phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới. Hưởng ứng hoạt động này, các đại biểu nữ cùng nhau diễu hành đi bộ trên đoạn đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long với chiều dài 600 mét. Ngay sau diễu hành, 300 đại biểu nữ đã trình diễn múa dân vũ trên nền nhạc Lý Bông Sen, xếp hình 8 tháng 3 và phụ nữ Vĩnh Long. Màn đồng diễn đẹp mắt đã tạo điểm nhấn nổi bật cho chương trình. Để diễu hành và đồng diễn của ngày hôm nay thì em và các bạn đã tập luyện hơn 10 ngày rồi. Thì hôm nay em rất vui và vinh dự khi được cùng các cô, các chị đồng diễn và diễu hành được khoác lên người chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Em rất vui và tự hào. Hôm nay được tham gia cái diễu hành tuần lễ áo dài thì đối với bản thân mình rất vui, hạnh phúc. Cũng như là được cùng với mọi người hòa vô cái không khí là trang nghiêm với ai nữa tôn vinh áo dài Việt Nam thì rất vui và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên em được tham gia cái sự kiện lớn như thế này và được chứng kiến cả quá trình chuẩn bị vô cùng kỳ công của ban tổ chức từ các khâu như là đồng diễn rồi diễu hành để hưởng ứng tuần lễ áo dài. Thông qua đó thì em thấy được là sự quan tâm vô cùng to lớn của các cấp lãnh đạo đã dành cho giới nữ chúng em. Tổ chức cái buổi đồng diễn này rất là ý nghĩa. Cái bộ áo dài của Việt Nam được tôn vinh. Người phụ nữ Việt Nam đã đẹp rồi mà với cái bộ áo dài của Việt Nam nữa thì càng ngày càng đẹp hơn và rực rỡ hơn nữa. Vì vậy những cái buổi hoạt động như thế này càng cần phải làm được nhiều hơn.